Dự đoán Chap 1038, Orochi bị giết, Kid và Lo thất thủ. Ayo, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Hồ Sơ One chương 1037 với tiêu đề Long Tử Bắt Quái đã mang đến cho chúng ta những màn solo Yasuo đỉnh cao giữa Lukaka và thầy giáo quốc dân đô âm nhạc. Cả hai đã mang đến màn S3 với những palai đi vào lòng người, tứ hoàng Kaido đi flow mượt mà với chế độ say rượu. Trong khi đó, Luffy thể hiện khả năng phản xạ tuyệt vời, liên tục outplay đối thủ, nhiều lúc lấn át cả sinh vật mạnh nhất thế giới. Cuối cảnh trận chiến là cú sút thẳng vào bụng Kaido của Luffy, nó khiến vị tứ hoàng phê như hít lá đu đủ. Ngoài ra, những diễn biến về việc quân chính phủ tiến sát Guano, voi Junisa xuất hiện cùng bí ẩn trẻ ác quỷ huyền thoại đã bị đổi tên cũng là những chi tiết cực kỳ quan trọng trong chapter 1037. Vậy điều gì sẽ xảy ra ở chương 1038 sắp tới? Oda sẽ hé lộ những gì và nhân vật nào sẽ được lên sóng? Nào, hôm nay anh em hãy cùng mình đến với video dự đoán chap 1038 nhé. Action thôi. Đầu tiên, ta hãy điểm lại những vấn đề cấp thiết nhất của trận chiến nhé. Trước hết, có lẽ là việc deadline 5 phút của đảo Oni. Con số 5 phút này đã là chuyện của nhiều chương truyện trước. Hiện tại, nhờ vào nỗ lực của Momo, đảo quỷ đã chậm lại một nhịp trên chặng hành trình đè bẹp thủ đô hoa. Dù vậy, Momo cũng không giữ được quá lâu. Trường hợp Kaido bị hạ và hỏa vân của ông ta tan biến cũng có thể xảy ra với sức của dâm long thì cậu không thể đỡ nổi cả hòn đảo có lẽ giờ sinh vật mạnh nhất thế giới có gục hay không thì đảo oni và thủ đô hoa cũng gặp nguy hiểm may thay oda đã cho voi junisa xuất hiện như đã biết trong số những người được tiết lộ là có khả năng nghe tiếng nói vạn vật thì chỉ có dâm long là người duy nhất điều khiển được voi khổng lồ chứng tỏ tiềm năng to lớn của cậu nhỏ voi junisa có kích thước và sức mạnh cực kỳ to lớn nếu momo ra lệnh được cho nó biết đâu voi khổng lồ có thể hỗ trợ việc đỡ đảo onigashima Oda đã set up rất hoàn hảo, vì nếu thầy đô bị lù ca hạ thì không ai đỡ nổi hòn đảo. Cần có một kẻ mang năng lực ác quỷ dạng khủng để làm điều đó. Ở Wano hiện tại không ai đủ sức, trừ khi Shiki hay đô đốc Fujitora xuất hiện. Nhưng điều này còn bất khả thi hơn việc một thanh niên FA có người yêu. Nên việc cho voi ngàn tuổi xuất hiện là rất hợp lý. Trường 1038 có thể sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn vai trò của Junisa cũng như năng lực thực sự của con trai Oden. Ngoài vấn đề về đào quỷ, việc hạm đội chính phủ sẽ làm gì tiếp theo cũng cực kỳ được mong chờ. Ta có thể thấy tên canh gác trên tàu mặc đồ Cypherpon nên chắc chắn còn nhiều điệp viên mạnh mẽ khác sắp xuất hiện. Chưa biết ai là thủ lĩnh CPO. Nếu có một tên như vậy, át hẳn, cái này phải cực mạnh. Vì ba tên đeo mặt nạ trên đảo đã thể hiện cực kỳ ấn tượng. Trở lại với hạm đội chính phủ, liệu chúng sẽ làm gì tiếp theo? Tấn công vào trận địa Wano hay chờ cơ hội vết máng? Chúng đã đụng độ voi khổng lồ, nhưng nó sẽ không tấn công nếu không có lệnh hạm đội này cũng không dại mà đụng đến voi Juni, nên mình nghĩ chúng sẽ tránh né bước tiến của Junisa và tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần có tin tức Kaido hay Luffy gục, chúng sẽ ô à tấn công chiến trường. Chưa kể hòn đảo đang bay, quân chính phủ chỉ có thể chờ đợi và mai phục. Mình cho rằng hạm đội này sẽ ẩn mình thêm vài cháp nữa. Rời xa phần ngoài và tiến sâu vào chiến trường chính, chúng ta có thêm một cuộc đối đầu đáng mong chờ giữa đệ nhất mỹ nhân Wano, Kozuki Hiyori và Sogan bán nước Orochi. Rõ ràng, công chúa sứ Wano đang muốn ôm nhau cùng chết với kẻ thù vì cô ấy hoàn toàn không thể hiện một năng lực gì đặc biệt. Dẫu sao, phận nữ nhi cũng khó solo một một với Orochi. Hành động xuất hiện trước mặt kẻ thù là khá nguy hiểm dù hắn chưa biết thân phận thật của cô nàng. Nhưng Orochi rất gian xảo, hắn sẽ đề phòng người xung quanh. Nếu Oda đã nói cái kết của ác này rất buồn thì việc Hiyori cùng chết với Orochi cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên vẫn còn người có thể giúp được cô nàng, đó là ông chú Denjiro vì hồng bao này đã biệt tích khá lâu sau khi tách khỏi những người khác denjiro lại là người hiểu rõ con gái od nhất nên anh nhất định sẽ đi tìm hiyori trước đó có một người đã sơ cứu cho cửu hồng bao khi họ được lo đưa ra khỏi đỉnh sọ có lẽ denjiro cũng lờ mờ đoàn ra công chúa là người sơ cứu cho mình anh sẽ tìm và hỗ trợ hiyori giết orochi Dẫu sao, vị hồng bao này cũng là người chịu nhiều uất ức nhất trong nhóm gia thần Oden vì anh phải che giấu thân phận suốt 20 năm núp bóng dưới quyền Orochi để anh góp phần kê liễu tên bán nước này cũng là để rửa đi mối hận bao lâu nay. Diễn biến của màn đối đầu Orochi có thể sẽ được Oda Sensei cho lên sóng trong chương tiếp theo. Ngoài những màn đối đầu cũng như vấn đề cấp thiết liên quan đến chapter trước thì tình hình của Zoro và Sanji cũng là thứ được anh em hóng hớt. Dẫu sao họ cũng là chủ chốt, là những người mạnh nhất phe ta. Đây là One Piece, không phải Luffy Shippuden, nên những thành viên có vai trò quan trọng trong băng mũ rơm cần có đất diễn. Có thể anh ba và đầu tảo sẽ có một đôi chút thông tin về tình trạng. Ngoài ra, tình hình của quý cô Robin cũng rất quan trọng. Spiel đã hạ x và đang cố đuổi theo Robin. Họ sẽ sớm đụng mặt vì Drake bị hạ rất nhanh. Robin và Brook sẽ chưa chạy đi quá xa. Và vấn đề là họ đang ở gần chỗ Yamato. Trước đó hai bên đã có dịp gặp mặt một tí. Có thể con gái thầy đô sẽ có màn ra mắt tim mũ rơm trong cha mới cô nàng từng tuyên bố muốn ra khơi cùng Luffy. Lu rất dễ đồng ý, vấn đề là những người khác. Bảo vệ Robin sẽ là cơ hội cho Yamato chứng minh bản thân cũng như ra mắt đồng đội tương lai. Về phần con quỷ lửa Kazenbo, anh đầu dứa đang trên đường đến vị trí của nó. Có thể, Marco và Yamato sẽ hạ được quỷ lửa và cùng nhau giúp đỡ chị Bin. Diễn biến cuối cùng sẽ liên quan đến hai tứ hoàng, Big Mom và Kaido. Trong chương trước, thầy đô ăn hành khá nhiều. Đông đảo fan cho rằng sinh vật mạnh nhất thế giới đã tạch, nhưng nếu bị hạ quá nhanh sau hai chắp comeback thì sẽ mang tiếng buff quá đà cho con cưng Luffy. Chưa kể, những bí ẩn về Kaido và chủng tộc của ông cũng chưa được hé lộ. King đã có những flashback chất lượng về quá khứ và chủng tộc của mình. Điều tương tự sẽ xảy ra với thầy Đô. Oda đã cất công xây dựng hai chủng tộc kỳ ẩn là Lunarian và Oni, nên Thánh sẽ không để bí ẩn về họ bị trôi qua mà không có vai trò quá rõ nét. Với cương vị là sinh vật mạnh nhất, thật khó để Kaido bị hạ chỉ sau hai chapter trở lại. Dù Luffy đã trở nên thật sự mạnh mẽ, đủ để sút vỡ mồm thầy đô, nhưng ta có thể thấy hỏa vân của ông vẫn tồn tại. Nếu Kaido thật sự gục thì khả năng cao mây lửa cũng sẽ tan biến. Tuy mắt trắng dã, nhưng mình dự là trong chương tới, thầy sẽ khôi phục ý thức và nhanh chóng đứng dậy đánh tiếp. Năng lực Oni chưa được thể hiện, thậm chí sức mạnh Uo thức tỉnh có phải chỉ gia tăng độ châu bò hay không? Tất cả phải chờ thầy Đô đứng dậy, thể hiện cho fan thấy. Về phần mẹ lớn, như đã biết thì vị nữ tứ hoàng đang bị cầm chân bởi Kid và Lo. Hai thanh niên này đã dùng đến con bài tẩy là năng lực thức tỉnh trẻ ác quỷ. Nhưng điều đó cũng chỉ khiến mẹ lớn vung thêm sức mạnh, chứ chưa khiến bà ấy phải gặp trở ngại quá lớn. Lo gần như đã hết bài, Kid vẫn còn Haki bà vương. Nhưng dù anh có vô tình dùng được bá khí bọc vào đòn đánh, thì nó cũng chỉ cầm chân bích Mom thêm một tí mà thôi. Hai người họ 100% không hạ nổi tứ hoàng. Kaido thì lại ăn hành, các chỉ huy bách thú đã bị hạ toàn bộ. Tình hình hiện tại rất chi là tình hình. Bích mầm sẽ nhanh chóng nhận ra thế cục trận chiến đang dần bất lợi cho băng bách thú, nên bà ta sẽ dùng sức mạnh thật sự hạ gục hai kẻ cả đường, sau đó càn quét phe ta. Còn não cao su, thứ fan mong chờ nhất ở lù lúc này là Gear Fifth, trạng thái nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng đó có phải là năng lực thức tỉnh Gomu Gomu no Mi hay chỉ là Gear Fork phiên bản update với việc vận dụng thêm Haki cấp cao? Chúng ta sẽ sớm biết được. Như đã dự đoán ở trên, Trang 1038 sẽ tiếp tục trận chiến Luffy với Kaido. Vị tứ hoàng sẽ hóa trao vào phút cuối như cách mà bố ra dấu trắng từng làm ở tổng bộ. Luffy giờ cũng tơi tả nên việc bộc lộ sức mạnh mới là cần thiết trong lúc này. Trên đây là những diễn biến có khả năng cao sẽ xảy ra. Còn có nhiều thông tin khác cũng có thể xuất hiện trong chương mới. Ví dụ như các trận chiến phụ gồm đại chiến ninja phiên bản hai người đóng giữa Raizo và Fukurokuzu, tình trạng Kiku, Kinemon và Usopp và đặc biệt nhất là bí ẩn về trái ác quỷ bị đổi tên. Có nhiều tin đồn về việc tên thật của trái ác quỷ này sẽ được hé lộ trong chắc truyện 1038, nhưng độ xác thực của mấy lời đồn này chắc chắn là không, vì chuyện break do Oda nên không thể có spoil sớm như vậy được. Dù vậy, việc trái ác quỷ huyền thoại kia được tiết lộ cũng có thể xảy ra, nhưng mình lại cho rằng Oda sẽ tiếp tục yểm hàng. Linh tính cùng kinh nghiệm xem One Piece 20 năm nhắc nhở mình rằng Oda nhà ta sẽ lại spoil tin hot rồi giấu nhẹm nó đi. Những dự đoán và giả thuyết về trái ác quỷ đó cũng đã được mình nhắc đến trong một số video trước. Trái Gomu, trái Uo hay trái ác quỷ của Otama với khả năng tạo ra Kibidango thuần trùng động vật là những trái ác quỷ được fan gọi tên nhiều nhất. Nhưng rất có thể, Oda sẽ che giấu tiếp bí ẩn về huyền thoại này vì nó dường như chưa có ảnh hưởng quá nhiều đến trận hiện tại. Khi mà cao trào của cuộc chiến quá nóng thì Oda sẽ dừng lại việc hái lộ bí ẩn. Chưa kể, mình đã đọc lại trang 1037 và nhận ra dường như đoạn thoại của ngũ lão tinh và của tên điệp viên đang quan sát tình hình là hai cuộc nói chuyện tách biệt hoàn toàn. đầu tiên là cảnh năm lão tinh bàn bạc với nhau về chiến trận tại Guano và điều cần thiết là bắt Robin. sau đó ta được chuyển thẳng sang khung tranh về hàng đội chính phủ và tên canh gác đang cầm Denel Musi báo cáo tình hình và rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện của ngũ lão tinh. dường như không hề có bằng chứng gì chứng minh tên điệp viên đó đang nói chuyện với các lão tinh. ngoài ra, cách nói chuyện của tên điệp viên không giống đang báo cáo tình hình với những người cấp cao như năm ông lão này. Thái độ của hắn giống đang thông báo cho các thành viên hạm đội hơn. Trước đó, Oda cũng lồng ghép ảnh các tàu chiến giữa đoạn nói chuyện của Rob Lucy và ba tên ở lâu đài. Và điều mình muốn nói ở đây là Oda đang cố tình khiến fan phải dự đoán. Thực chất, việc chính phủ bàn về trẻ ác quỷ kia không liên quan đến những gì tên Cypherpon nói và cũng không liên quan đến voi Junisa. Nên những giả thuyết về trẻ ác quỷ kia đã bị voi khổng lồ ăn hay tương tự đều không thể xảy ra anh em ạ. Vì vậy, những bí ẩn về trá quỷ đổi tên chỉ là một hit nhẹ mà Oda nhà ta spoil ra để mở đường cho những diễn biến sau của câu chuyện. Mình tin thông tin về huyền thoại này sẽ tiếp tục bị che giấu trong chapter tới. Tất nhiên, những điều trên chỉ là ý kiến của cá nhân dựa vào một số chi tiết trong chuyện. Anh em có ý kiến gì hãy comment bên dưới để chúng ta cùng bàn luận nhé. Và trên đây là video dự đoán một số diễn biến có thể xảy ra ở Chap 1038. Rất cảm ơn anh em đã xem video, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhá xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau. Bye bye!